bây giờ mình sẽ ăn nha. Dai dai ngon ngon. Đậm đà. Thịt kho tàu rất là béo ngậy, thơm luôn. Mình sẽ làm lòng đỏ trứng nhé. Lòng đỏ trứng cực kỳ ngon luôn. Béo, ngậy. Đậm vị ngấm hết rồi. Mình thì hay tận dụng những cái gì mình có để nấu. Bánh gạo mà lại dai dai, cứ như gọi là đang kéo phô mai mọi người nhỉ. Rất là ngậy luôn mọi người ạ. Là một miếng thịt kho tàu. Thịt rất là mềm luôn. Đậm đà. Bánh gạo thì dẻo dai. Ngon luôn. Vậy ngon quá mọi người ạ. Kho mình cho ít gia vị nên nó rất là nhạt, vừa phải, đậm đà ngon. Mình kho thịt kho tàu cùng với trứng. Những lòng trắng ngấm hết gia vị là rất là ngon. Lòng đỏ thì rất là ngậy, thơm ngon. Bánh gạo dẻo dẻo dai dai. Như là phô mai vậy. Dai dai còn giòn, đậm vị, ngấm hết vị rồi. Chào mọi người nha.